Hello, xin chào mọi người. Bây giờ là 8 giờ sáng. Hiện tại thì Ly đang đi làm, đang ở ngoài Huế. Đã bắt đầu vào chu trình dưỡng da buổi sáng. Và hôm nay Ly sẽ giới thiệu cho mọi người ba cái sản phẩm mà Ly tâm đắc giúp cho da của mình nó được căng và bóng. Đầu tiên thì buổi sáng Ly sẽ không có rửa mặt bằng sữa rửa mặt đâu, mà Ly sẽ dùng bông tẩy trang nè, xong rồi xịt nước hoa hồng vô rồi lau toàn bộ mặt. Đó. Xong rồi mình sẽ xịt khoáng. Thì những cái sản phẩm này là mình không có chú trọng tới brand nè, dùng cái gì cũng được miễn là hàng chính hãng, không phải đồ trộn lung tung. Thì qua hai cái bước này thì Ly sẽ giới thiệu cái sản phẩm mà Ly thích cho mọi người. Đó. Để khỏi thì có thể bỏ qua cái bước này, không quan trọng đâu. Rồi, tiếp theo. Đây là cái chai serum mà Ly thực sự rất là yêu thích luôn. Cái chai này mà Ly đã mua đi mua lại rất là nhiều lần rồi. Nó là cái The Ordinary mà tên là Hyaluronic Acid. Acid 2% và B5. Thì cái Hyaluronic Acid này á, thì nó giúp cấp ẩm cho da rất là tốt. Mà B5 thì nó giúp cho phục hồi da của mình, kể cả cái làn da nhạy cảm nhất. Bôi cái này lại xong á, cảm giác nó căng mà nó bóng lắm. Lúc bôi lên thì nó sẽ hơi rít, cảm giác nó sẽ hơi rít, nhưng mà một chút xíu nữa là nó thấm lại và nó để lại một cái lớp một cái lớp giống như là cái lớp filter cho da vậy đó. Nó bóng mà nó căng lắm, mình có thể rờ vô cái da mình lúc này rất là căng luôn. Nè, chạm vô nha. Đó. Mình có thể cảm nhận được rõ ràng cái sự đàn hồi của da. Cái chai này á, cái chai này á thì Ly xài một chai này được 3 tới 5 tháng. Ví dụ dùng liên tục thì nhanh hết thôi, nhưng mà Ly chỉ dùng buổi sáng thôi, thì Ly dùng tới 6 tháng lần á, mỗi lần chỉ dùng 2 giọt. Mà dùng xong lần nào là da nó đẹp lần đó luôn á. Buổi sáng mà ra ngoài mà bôi cái này kiểu ai cũng hỏi bôi cái gì mà đẹp vậy em. Cái này không có tự sướng nha, thiệt. Thì chai này giá dưới 300.000 nha, nhưng mà Ly cảm thấy là nó tốt sao ta. So với những cái loại đắt tiền mà Ly xài thì cái này nó có hiệu quả hơn hẳn. Kiểu bôi vô là mình thấy nó tác dụng liền, nó cấp ẩm cho da một cách rõ ràng. Nó chứ không phải là nhiều loại kiểu là dưỡng từ từ rồi da mới đẹp lên, mà kiểu cái này là ăn liền luôn, bôi vô là bóng, bôi cứ sử dụng là bóng. Cho nên là ai mà thích mà da mình mà bóng mà căng á thì tìm mua cái chai này xài nha. Hiện tại thì cái hãng này nó có nhiều hàng phết lắm mọi người, bởi vì nó hot mà nó cũng giá cũng ok nữa, cho nên là hàng phết nhiều lắm. Và cái sản phẩm tôi thích thứ hai để làm bóng da của mình là cái chai, cái lọ B5 này, La Roche-Posay gì đó, B5. Đây cũng là một trong những cái sản phẩm mà mình phải mua đi mua lại, bởi vì nó quá là tốt, mình quá là thích nó. Thì bởi vì sao mình thích? Bởi vì nó rất là dịu nhẹ cho da. Mình có thể bôi vô những cái ngày mà mình kinh nguyệt á, mà mình bị bệnh á, lọc mình có lên một vài hột mụn hoặc là mình mới nặng mụn xong á, thì mình sẽ bôi cái này. Nó giúp phục hồi da nè, dịu nhẹ, làm dịu những cái vết đỏ cho da. Và thứ hai là nó rất là bóng. Đây mọi người, đây bôi lên mọi người coi nha. Đó, mọi người có thể cảm nhận được cái sự bóng của nó. Bôi ít thôi nha, bôi nhiều là nhìn cái mặt như cái gương luôn á, ghê lắm. Đó. Đó. Cái lọ B5 này còn kết hợp với cái chai serum của The Ordinary hồi nãy, là đúng là một combo, kiểu combo trắng sáng bóng luôn á. Bóng như gương luôn. Những cái chán, những cái bóng đèn nha. Sáng đi đầu còn chưa gội nữa chứ, chuẩn bị phải ra ngoài gội đầu chứ. Ở đây cũng không có máy sấy luôn, chán khách sạn như sợ. Đó. Rồi, thêm một lớp chống nắng nữa. Chống nắng thì mình cũng không quan trọng là xài loại gì. Rồi, sản phẩm thứ ba có thể giúp cho da của bạn đẹp hơn, căng hơn, nhìn long lanh hơn, đó chính là cushion của Clio. Thì cái cushion Clio này á, nó che phủ rất là ok, mà nó làm cho da của mình bóng, mà nó như có một cái lớp xương mà mờ ảo ảo trên cái da của mình, nó rất là đẹp.
thì mình chỉ đánh đánh một lớp lớp mỏng thôi, mỗi sáng mình chỉ cần đánh một lớp mỏng thôi, bước riêng là mình đánh hai bên này xong cái và mình, bởi vì cái nếu bôi nhiều thì mình sẽ dày lắm, cho nên là ly chấm một chấm xong cái ly sẽ tán lên đầy mặt. Sắc sắc lại chút. Thì thôi, mình đã có một cái lớp nền sương sương. Xong rồi mình đánh gì lên cũng đẹp hết đó. Như vậy xong cái đánh phụ thêm một cái lớp má hồng nữa. Cả lông mày đánh son. Vậy là xong. Đó, buổi sáng của mình. Đây là ba cái sản phẩm làm bóng da mà mình yêu thích nhất và mua đi mua lại nhiều nhất. Bạn nào thích mà da mà bóng khỏe căng á, mà muốn kiểu là mình bôi lên một phát là ăn liền á, thì nên mua ba cái sản phẩm này nha. Đó. Thì mọi người cứ hay hỏi là bí quyết mình da mình sao mà bóng vậy, thì đó không có bí quyết gì trơn, đơn giản là dùng những cái sản phẩm mà nó cấp ẩm tốt á. Cấp ẩm tốt làm cho da mình cảm giác như là da nó bóng lên thôi, chứ còn mà dưỡng á, dưỡng mà để da nó thực sự mà nó căng nó bóng từ bên trong á thì phải trải qua một thời gian rất là dài, phải đắp mặt nạ rồi kiên trì dưỡng da, đi spa thường xuyên. Nhiều người cứ tưởng là ly xài đồ đắt tiền á, nhưng mà mấy cái sản phẩm này nó không hề đắt chút nào hết trơn á, rất là rẻ luôn á. Chai serum chưa tới 300 ngàn, hũ B5 đó cũng tầm khoảng đâu 300, với lại cái cushion đó thì tầm khoảng 450 500 gì đó. Tính ra thì ba sản phẩm đó cũng tầm khoảng 1 triệu thôi, 1 triệu thôi. Đó, mà da kiểu bóng dễ sợ, bóng như chưa từng được bóng. Xong là mình sẽ quấn má hồng. Mấy cái đứa cái này coi cho vui thôi nha, chứ Ly cũng lười giới thiệu sản phẩm lắm. Xin đính chính lại một lần nữa là Ly không có bán hàng nha. Thì những cái sản phẩm ngày hôm nay á mà Ly sử dụng thì Ly sẽ đính kèm cái link ở dưới để mọi người có thể yên tâm mà mua đồ chính hãng. Còn lại là Ly không có bán hàng. Mọi người có muốn mua thì bấm vào link đó rồi rồi mua thôi, đơn giản. Ok, thì mình rất là vui vì hôm nay mọi người đã xem hết video và mình hy vọng là video hôm nay nó có ích cho mọi người. Thì lần sau mình sẽ làm những video về skincare, makeup ha. Thì nếu như mà mọi người có yêu cầu mình làm về chủ đề gì thì mọi người cứ comment ở phía dưới, nếu có thời gian thì mình sẽ làm nha. Ok, bây giờ thì chào tạm biệt, mình phải đi làm, thay đồ rồi đi làm đây. Bye bye.